Còn bây giờ là phần dự báo thời tiết. Chào chị Hồng Giao, thời tiết cuối tuần ở Cần Thơ cũng như Nam Bộ có điều gì đáng chú ý không ạ? Xin chào quý vị khán giả. Thông tin đáng chú ý là mưa dông sẽ có xu hướng gia tăng trong ngày mai. Còn ngay chiều nay thì một số nơi đã có mưa, tương ứng với độ phản hồi radar màu vàng cam trên ảnh này. Sang đến chiều mai thì mưa dông sẽ xuất hiện nhiều nơi ở khu vực Nam Bộ. Cục bộ sẽ có những điểm mưa vừa, mưa to, tương ứng với những nơi có màu xanh đậm. Trong mưa dông, quý vị cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Trước khi có mưa, từ sáng cho đến trưa mai, Nam Bộ tiếp tục có nắng. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực miền Đông Nam Bộ lẫn khu vực miền Tây Nam Bộ phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ C. Dịp cuối tuần này, huyện Phong Điền sẽ là nơi dừng chân lý tưởng khi mà có nhiều điểm vui chơi xanh mát. Khi đến đây, các em nhỏ sẽ được tham quan vườn thú, vui đùa và cho các con thú ăn và tham gia rất nhiều trò chơi hấp dẫn. Dự báo thời điểm lý tưởng để quý vị có thể khám phá, vui chơi là từ sáng cho đến chiều mai khi mà mức nhiệt trong ngày là 33 độ C. Về chiều tối, mưa dông có thể xuất hiện và ít có khả năng mưa lớn. Tại thành phố Phú Quốc cũng sẽ có nắng từ sáng cho đến chiều mai, nhiệt độ cao nhất trong ngày 32 độ C. Mưa dông cũng có thể xuất hiện về chiều, có lúc mưa lượng khá, dậy đi kèm với lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Xin được chuyển sang các thông tin dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu cho đến Cà Mau Kiên Giang, đêm nay và ngày mai trời mưa dông, có thể đi kèm với lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa giảm thấp dưới 10 km trong mưa.